Rái cá có một cuộc sống xã hội rất thú vị và khác biệt, không chỉ trong cách chúng sinh hoạt mà trong cách chúng thể hiện sự gắn kết và tương tác với nhau. Chúng thường sống thành các nhóm nhỏ, gọi là bè, khi sinh sống trên mặt nước. Những nhóm này có thể bao gồm từ vài cá thể đến vài chục cá thể, tùy thuộc vào môi trường sống và nguồn thức ăn. Một trong những hành vi đặc trưng của rái cá trong các nhóm là sự kết nối mạnh mẽ giữa các thành viên. Khi ngủ hoặc nghỉ ngơi, rái cá thường có thói quen nắm tay nhau, tạo thành một chuỗi liên kết bền chặt. Hành động này không chỉ đơn thuần là một cách để giữ an toàn, mà còn thể hiện tình cảm gắn bó và sự hợp tác giữa các cá thể. Điều này cũng giúp chúng không bị trôi đi trong dòng chảy mạnh mẽ của nước, vì rái cá có thể dễ dàng bị cuốn đi nếu không có sự hỗ trợ lẫn nhau. Mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm rái cá cũng rất quan trọng trong việc chăm sóc con non và duy trì sự hòa hợp trong nhóm.